thuốc trị bệnh vào thì nó có thể là đỏ lá và nó rụng luôn, đúng không anh? Ừ. Cái vết bệnh nó sẽ khô lại và những lá nào nó quá bệnh thì nó sẽ rụng luôn, để ừ. nó bắt đầu nó đẩy cái chu trình lá mới ra, tái tạo bộ lá mới, tái tạo lại bộ lá những mới, lá bệnh nó sẽ rơi hết. Rồi khi có thêm một trường hợp đỏ lá nữa là khi bà con chúng ta xử lý ra hoa, phun cái thằng siêu kích bông đó. Xin chào quý bà con thân yêu, hiện tại giờ Hoàng Anh với anh Hùng đang núp lùm ở phía bên này nè, bà con thấy không? Đang đứng dưới một cái tán cây mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm mà đang có hiện tượng lá đỏ và chủ vườn cũng khá là lo lắng. Mà alo alo, sao lá đỏ dữ vậy nè? Tự nhiên cái sao lá đỏ quá trời quá đất. Đứng bên này thấy trái bên kia có cái trái mít ruột đỏ, nó cỡ mấy chục ký, bên kia đang treo sợi dây lên sợ gãy nhánh. Thôi quay trở lại cái vụ mà đỏ lá đi ha. Thấy mít ruột đỏ có thấy tiền, tự nhiên thấy hàm. Anh Hùng ơi, đó là chủ vườn á, người ta chia sẻ là quanh ơi, hiện tại bây giờ là anh thấy vườn anh có một số cây trong vườn là đỏ lá. Anh không biết nó bị làm sao, nó không biết nó có bị sao không, trong khi mít ruột đỏ hiện tại bây giờ là đang có giá dữ lắm em, nó chết một cây là chắc vợ anh nó giết anh chết. Đó thì hôm nay là quanh với anh Hùng với anh Nghi tức tốc chạy lên đây coi sao cái hiện tượng đỏ lá làm sao mà đúng vô bước vô đỏ thiệt đúng không? Đỏ. Mà nãy giờ anh em mình cười không đúng không? Chắc để cho ổng vợ đuổi ổng luôn. Rồi anh Hùng có thể giúp giùm em, giải thích giùm em cái hiện tượng đỏ lá là như thế nào để bà con chúng ta có thể yên tâm hơn khi mà trồng cái cây mít non ruột đỏ nói riêng và các loại mít khác nói chung. Anh thấy mít Thái nó cũng hay bị á. Cái hiện tượng này thì khi anh gọi lên là để mình kiểm tra mình xem á, thì khi anh lên là anh thấy từ xa là cái cây của mình nó không phải là bệnh gì hết. Là cái lý do mà cái lá nó đỏ như thế này là cây nó thay lá đó. Thay lá thôi chứ nó không có bị gì hết. Và thường á là cái thời tiết mà những cái tháng mà gần Tết á, là tháng 8, tháng 9, tháng 10 là thời tiết á, là rơi vào thời tiết nó giao đổi giao mùa. Giao mùa đó. Và thu sang đông. Thu sang đông á là thường là cái cây chúng ta sẽ có cái hiện tượng là thay lá. Thay lá nhiều hơn đúng không? Thay lá nhiều hơn. Uh-huh. Và nó thay lá đồng loạt chứ không phải thay lá chiền như là những thời điểm là tháng khác. Thì quý bà con cũng đừng có lo lắng quá nhiều. Hả? Sợ bây giờ đuối. Tại vì khi vườn của chúng ta là cái độ ẩm nó không có quá nhiều và không bị hiện tượng là ngập úng thối nước, thì những cái lá thay vàng đỏ như thế này thì nó là hiện tượng thay lá chứ không có bệnh hoạn gì hết. Ừ. Còn những cái vườn mà như em đã thắng nước này thì bị ngập úng do nước lũ, nước triều cường. Thứ hai đó là mưa, là không có đường thoát nước, ngập cục bộ thì nó có hiện tượng vàng lá như thế này là do là bị úng thối rễ. Úng thối rễ. Còn như hiện tượng cái vườn của anh thì đây là hiện tượng thay lá. Bình thường đúng không? Bình thường. Do giao mùa. Hiện tượng sinh lý bình thường giao mùa anh ơi, nói chung là kêu vợ cho ở lại đi chứ đừng đuổi đi má công mà vườn sớm mít là... này phải chia. Sớm lại cuốn đồ rồi. Giờ vợ chắc cho nhà rồi. Và thêm một cái hiện tượng có thể là dẫn tới hiện tượng đỏ lá hồi nãy anh Hùng có nói riêng với Hoàng Anh, đó là nếu mà trong trường hợp cái vườn quý bà con có những cái lá bị bệnh á, là khi cái phun cái bằng siêu áo giáp hoặc những cái loại thuốc trị bệnh vào thì nó có thể là đỏ lá và nó rụng luôn đúng không anh? Cái vết bệnh nó sẽ khô lại và những lá nào nó quá bệnh thì nó sẽ rụng luôn, để nó bắt đầu nó đẩy cái chu trình lá mới ra, tái tạo lại bộ lá mới, lá bệnh nó sẽ rơi hết. Rồi khi có thêm một trường hợp đỏ lá nữa là khi bà con chúng ta xử lý ra hoa, phun cái thằng siêu kích bông đó. Siêu kích bông. Thì những cái bạn nào mà lá rất là già rồi mà bạn ấy chuẩn bị rụng á, thì sẽ kích thích cho bạn ấy rụng sớm hơn để bắt đầu tái tạo lại bộ lá mới. Nó cũng là những cái hiện tượng rất là bình thường. Mà con thấy là những cái cây kia thì rụng nhiều rồi, còn hiện tại là khi mà quanh đến thì quanh thấy có hai cây này và nó cũng đang nuôi trái. Và đây là chân dung của mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm nha bà con nha, rất là khỏe. 1 ký bây giờ lái cắt solo là 40.000 đồng 1 kg, trái rất là to. Và hồi nãy giờ đi trong vườn này là anh em thì chỉ có đếm gốc thôi, một gốc như vậy là bạn đang để rất là tiết kiệm là 3 trái. Mà 3 trái thì một trái trung bình khoảng 15 ký. Tại vì đây là giống cái giống mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm mà Willow Farm lấy bo. Quanh cam kết với quý bà con là nếu chăm sóc đúng là từ 15-25 ký một trái, bà con nhớ không ạ? Trong rất nhiều video trước, bà con có thể xem lại video năm 2021, là loại mít này có trái rất to và sức đề kháng rất tốt, nên thành ra là cái chất lượng trái nó rất là ngon. Và trái lớn chất lượng trái càng ngon nha bà con nha. Thì đây là những cái trái mít ruột đỏ sơ vàng siêu sớm được sử dụng kết hợp với cái bộ show nuôi trái mít của Willow Farm. Và
Quay trở lại câu chuyện của anh thì đỏ lá cũng bình thường mà anh, giống như lá thì rụng về cội thôi nên là nói vợ cho ở lại nha. Có đồ cũ cuốn đi rồi thì giờ đi ra chợ mua đồ mới về mặc chứ không có gì hết đó. Thì quay trở lại câu chuyện của chúng ta, khi mà cây có hiện tượng đỏ lá thì một là rễ bị yếu nếu cây nó bị tác động do cái việc mà nước đồ của miền Tây mình ha, ngập úng ha. Rồi cái thứ hai là bà con sử dụng trong quá trình làm bông, những cái lá nào quá dài nó cũng đỏ và nó rụng đi. Và cái thứ ba là cái chu trình mà chuyển mùa và lá già thì nó cũng rụng đi để nó thay lá tái tạo lại bộ lá mới, nên Quỳnh thấy việc này cũng bình thường. Cũng không quá lo lắng ha anh Hùng nha. Đúng rồi. Rồi cảm ơn quý bà con chúng ta rất là nhiều. Đây là một hiện tượng rất là hay và cũng thường gặp ở trong nhà nông của chúng ta. Tuy nhiên để mà bắt mạch khám cho nó chính xác nhất thì bà con chúng ta cứ chụp hình. Chụp hình vào hoàng anh cái cây, rồi chụp hình vào hoàng anh cái mặt đất, chụp hình toàn vườn để chúng ta có thể là biết được toàn bộ sự việc đang diễn ra như thế nào. Thì như thế chúng ta sẽ đưa ra một cái lời khuyên hữu ích nhất cho quý bà con chúng ta trong trường hợp mà Quanh cùng với đội ngũ kỹ thuật không đến liền với vườn quý bà con chúng ta được. Chúng ta sẽ thăm khám qua video và qua hình ảnh trước bà con nhé. Quanh rất là biết ơn và cảm ơn quý bà con chúng ta đã luôn luôn dành những cái tình cảm yêu thương cho Hoàng Anh cùng với đội ngũ kỹ thuật của Willow Farm. Và hiện tại bây giờ thì anh Viễn, con gà xị rượu đang bị bệnh nằm liệt lừa giường ở Sài Gòn. Quý bà con chúng ta yêu thương thì có thể comment bên dưới để Quanh có thể gửi những cái thông tin yêu thương quý bà con gửi đến cho anh Viễn, cho anh Viễn mau khỏe nha bà con nha. Cảm ơn quý bà con và hẹn gặp lại quý bà con chúng ta trong những video tiếp theo. Cảm ơn anh Hùng. Bye bye.